chào quý vị đã cùng với chúng tôi đến với chương trình Sáng Tạo Việt. Quý vị có thể thấy hiện giờ trên tay tôi là một củ su hào sạch được gieo trồng và chăm sóc với một chu trình hoàn toàn khép kín và đã được phun một chế phẩm hữu cơ sinh học đặc biệt, rất an toàn với con người và thân thiện với môi trường. Chế phẩm đó là gì thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ hãy cùng với chúng tôi làm quen với hai đội chơi tham dự chương trình Sáng Tạo Việt ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu đội Trí Tuệ. Đội Trí Tuệ đến từ câu lạc bộ Thanh niên Khởi nghiệp Hà Nội với hai thành viên bạn Nguyễn Trọng Hiếu và bạn Nguyễn Thị Hương. Và chúng ta sẽ làm quen với đội chơi thứ hai, đó là đội Khát Vọng. Đội Khát Vọng gồm hai thành viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đó là bạn Dương Trung Thành và bạn Nguyễn Văn Công. Và cùng với đó là hai vị khách mời vô cùng quan trọng ngày hôm nay, đó là hai thành viên ban giám khảo. Đầu tiên, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế Văn phòng Chính phủ. Thành viên ban giám khảo thứ hai, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Lân Hùng, chuyên gia sinh học nông nghiệp, Tổng Thư ký Hội các ngành sinh học Việt Nam. Và chúng tôi xin mời hai đội hãy cùng đến với phần thi tiếp theo. Chúng ta đang đến với phần thi thứ 3 của Sáng Tạo Việt ngày hôm nay mang tên Lựa chọn thông minh. Trong phần thi thứ 3 này, chương trình sẽ đưa ra hai tình huống cùng với hai câu hỏi dành cho các đội chơi liên quan đến pháp luật về thành lập, quản trị, điều hành doanh nghiệp và kiến thức về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Sau mỗi tiểu phẩm chúng ta sẽ có một câu hỏi và nhiệm vụ của các đội chơi là phải suy nghĩ thật nhanh và bấm đèn để lựa chọn phương án đúng. Đội chơi có quyền bấm đèn ngay sau khi người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi và đưa ra đáp án. Mỗi câu hỏi sẽ có 3 đáp án là A, B, C để đội chơi lựa chọn. Đội nào bấm đèn trước và có đáp án đúng sẽ nhận được 500 điểm tương ứng với 500.000 đồng. Đội nào trả lời đúng và bấm đèn sau sẽ nhận được 300 điểm tương ứng với 300.000 đồng. Hai đội chơi sẽ có quyền sử dụng chữ S may mắn để có thể tăng điểm số của mình và tăng cơ hội bứt phá. Nếu như trả lời đúng, số điểm sẽ được nhân đôi. Còn nếu trả lời sai thì các bạn sẽ bị trừ đi 250 điểm tương ứng với 250.000 đồng. Và hãy lưu ý, mỗi đội sẽ chỉ có thể sử dụng chữ S may mắn một lần ở trong lượt thi này. Bây giờ sẽ là tiểu phẩm đầu tiên của chúng ta. Uống nước đi ông ơi. Vâng, lâu lắm rồi mới thấy ông ghé qua nhà tôi chơi nhá. Dạo này thế nào, công việc tốt chứ? Công việc ổn. Hôm nay tôi có việc ở gần đây, tranh thủ đến thăm vợ chồng ông chút. Đúng là cả năm rồi mới thấy anh Việt đến nhà em chơi đấy. Hôm nay nhất định phải ở lại ăn bữa cơm với vợ chồng em nhá. Đúng đấy, ông ở lại đi. Nhất trí, nhất trí. Mà này, anh thấy thằng bạn anh ấy, nó khen tài nồi nướng của em lắm đấy. Hôm nay nó có thịt thử đấy. Ông ơi, cho tôi sạc nhờ cái điện thoại nhá. Ở đây đây, ông cầm đi. Ui ông ơi, ông làm gì cái điện thoại mà nó nóng ra thế này? Ui, tôi chả biết ông ạ. Từ cái ngày tôi thay pin ấy, xong là mỗi lần sạc là nó cứ nóng rực lên thế. Nhưng mà tôi thấy vẫn dùng bình thường đấy. Chả vấn đề gì cả. Ông ơi, mảng tiếng dần này tì dùng toàn điện thoại xịn. Chả cập nhật tình hình xã hội gì cả. Thế này, sáng nay tôi vừa mới đọc này. Một bà cắm sạc điện thoại nhá, đi tập thể dục. Về nhà thấy nhà cháy đen thui. May mà không có ai ở nhà, không to thì. Ôi sợ thế anh nhở. Nhưng mà anh Việt ơi, tại sao cái điện thoại bé tí như thế mà lại cháy được cả nhà anh? Ờ đúng đấy, ông nói thế nào ấy chứ. Cái điện thoại dùng pin có mấy vôn, cháy nó cháy thế nào? Chỉ có dùng nhiều nó nóng thôi ông ơi. Ông bà chả hiểu cái gì cả. Không những cháy mà còn nổ cơ. Mà vấn đề không nằm ở cái điện thoại đâu, nó nằm ở viên pin ở trong điện thoại này. Ông mà dùng pin đều quá, cháy nổ là chuyện bình thường. Ôi anh Việt, nói em mới để ý đấy, từ lúc mà anh nhà em thay cho em cái pin điện thoại ấy, là lúc em dùng điện thoại nóng ran luôn, nhất là lúc sạc nóng lắm ấy. Mà ông này, sao cái hàng hóa nguy hiểm như thế này mà tại sao không có cơ quan nào quản lý nhỉ? Người tiêu dùng như chúng tôi đây thì làm sao mà biết được đâu là pin an toàn, đâu là pin không an toàn? Có khi tiền mất tật mang không ạ? Việc đấy thì ông không cần phải lo, có cơ quan chức năng họ lo hết rồi. Từ bây giờ nhé, tất cả pin dùng cho điện thoại này, máy tính bảng này, laptop này, muốn lưu thông trên thị trường ấy thì đều phải thử nghiệm an toàn theo quy chuẩn quốc gia QCVN 101 năm 2016 hết. Pin này ông mua ấy, chắc là hàng quá hạn sử dụng hoặc là hàng kém chất lượng họ tồn ở thị trường rồi. Sao cái gì ông biết thế? Mà ông có biết cái quy chuẩn quốc gia này nó có hiệu lực từ khi nào không? Ông nói tôi biết để từ nay tôi chỉ mua sản phẩm nhập sau ngày đấy thôi. Thực ra chuyện đấy tôi cũng tình cờ biết thôi. Hôm trước tôi có gặp ông bạn tôi làm ở phòng thử nghiệm pin ở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, ông nói cho. Còn về ngày hiệu lực thì tôi nhớ không nhầm như đâu là mùng 1 tháng 10 năm 2016 hay là 2017 gì đó ấy. Nói thật, hôm đấy bia phê phê tôi không nhớ lắm đâu.
Để hôm nào tôi có thông tin thì tôi gọi cho ông nhé. Ok, có thông tin thì ông nhớ báo sớm tôi nhé. Từ giờ tôi phải trở thành người tiêu dùng thông thái không ạ? Thôi thôi anh ơi, bây giờ cũng muộn rồi. Em mời cả nhà mình vào ăn cơm cho vui nhá. Nhất trí. Đi ông ơi. Chúng ta đã xem xong tiểu phẩm đầu tiên và bây giờ là câu hỏi của chúng tôi. Quy chuẩn quốc gia QCVN 101/2016/BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với pin lithium dùng cho thiết bị cầm tay có hiệu lực từ ngày nào? A. Mùng 1 tháng 10 năm 2016. B. Mùng 1 tháng 4 năm 2017 và C. Mùng 1 tháng 10 năm 2017. Chúng ta có hai đáp án khác nhau. Đội trí tuệ đã đưa ra đáp án A và đội khát vọng đã chọn đáp án B. Và không có đội nào chọn chữ S may mắn cả. Và để biết đáp án chính xác cho câu hỏi này, xin mời quý vị và hai đội chơi sẽ cùng theo dõi phần giải đáp của chuyên gia đến từ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ. Xin chào hai đội chơi cùng quý vị khán giả. Theo thông tư 42 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định danh mục các sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, thì các sản phẩm pin lithium dùng cho điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách tay được sản xuất hay nhập khẩu bởi các tổ chức cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam phải công bố hợp quy đối với yêu cầu về an toàn tại Điều 206 của QCVN 101/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2017. Như vậy, phương án C là câu trả lời đúng. Đáp án C mới là đáp án chính xác. Thật đáng tiếc, cả hai đội đều đã trả lời sai. Nhưng thật may là các bạn đã không chọn chữ S may mắn cho câu hỏi đầu tiên. Và đồng thời, đội khát vọng cũng là đội chiến thắng của chương trình Sáng tạo Việt ngày hôm nay. Các bạn sẽ là người đến với phần thi tiếp theo. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần thi đặc biệt của chương trình Sáng tạo Việt ngày hôm nay. Phần thi này sẽ dành cho đội khát vọng. Các bạn sẽ phải trả lời 5 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong vòng 1 phút. Nếu trả lời sai, các bạn có quyền trả lời lại và tối đa là 2 lượt trả lời cho một câu hỏi. Nếu các bạn vượt qua thử thách của chúng tôi trả lời đúng cả 5 câu hỏi, các bạn sẽ được tặng thêm 2 triệu đồng tiền thưởng từ chương trình. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Sau đây là 5 câu hỏi dành cho các bạn. Câu 1. Những loại pin nào phải thử nghiệm an toàn theo quy chuẩn QCVN 101/2016/BTTTT? A. Pin lithium dành cho xe đạp điện, xe máy điện. B. Pin lithium dành cho thiết bị cầm tay. C. Pin lithium dành cho thiết bị gia dụng. B. Chính xác. Câu 2. Đối với công ty nhập khẩu pin, mỗi một model pin phải tiến hành thử nghiệm như thế nào? A. Chỉ thử nghiệm một lần cho mỗi model. B. Phải thử nghiệm lại hàng năm. C. Thử nghiệm cho mỗi lô pin nhập khẩu. B. Chưa chính xác. Câu 3. Tính đến hết năm 2017, có bao nhiêu phòng thử nghiệm pin lithium cho các thiết bị cầm tay theo QCVN 101/2016/BTTTT trên cả nước? A1, B2, C3. À, chính xác. Câu 4. Sau khi có kết quả thử nghiệm pin, doanh nghiệp nhập khẩu có phải tiến hành công bố hợp quy không? A, có. B, không. Kết quả thử nghiệm chỉ dùng để thông quan. C, chỉ công bố hợp quy khi doanh nghiệp có nhu cầu quảng bá sản phẩm trên các phương tiện truyền thông. À, chính xác. Câu 5. Cơ quan nào chịu trách nhiệm tiếp nhận công bố hợp quy đối với QCVN 101/2016/BTTTT của doanh nghiệp? A, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. B, Bộ Khoa học và Công nghệ. Và C, Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận. C. Chính xác. Câu 2. Đối với công ty nhập khẩu pin, mỗi một model pin phải tiến hành thử nghiệm như thế nào? A, chỉ thử nghiệm một lần cho mỗi model. B, phải thử lại hàng năm. B. Chưa chính xác. Thật đáng tiếc. Vậy là các bạn đã không thể hoàn thành được phần thi này. Kính thưa quý vị khán giả truyền thân mến, chúng tôi những người làm chương trình và những người tham gia chương trình Sáng tạo Việt đều tin tưởng rằng những giải pháp công nghệ mà chúng tôi giới thiệu ngày hôm nay sẽ được ứng dụng rộng rãi trên khắp các địa phương trong cả nước, góp phần tạo ra những sản phẩm sạch, không hóa chất độc hại, thông qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, mang lại lợi ích kinh tế xã hội bền vững. Và chương trình Sáng tạo Việt tuần này xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả.